luôn. Dạ tên Văn Hiếu, chở con đi chợ làm xây dựng. Vậy là hôm nay gia đình ăn cơm hộp ha. Đồ ăn thiêu hết rồi. Trời ơi, vợ ở nhà không biết sao. Em tên Ánh Tiết, ở nhà nội trợ. Em tên Diệp, bán ghé. Em Phạm Hợ, bán cà phê. Em tên Yên, bán quán trong lòng. Tôi mà đi ăn thiệt cho tôi hay kiếm mấy cái body tròn tròn đó tôi ăn đó. Thiệt. Dòng cái thứ tròn tròn tôi niêm, ta niêm đồ ăn ngon dữ lắm. Mình sẽ có trò chơi gà đẻ trứng vàng. Các chị sẽ có cái trứng ở đằng sau. Mở nhạc lên mấy chị lắc. Lắc sao mà rớt hết mấy cái trứng ra là được. Rồi chuẩn bị đeo vô. Khi nào Hương thổi còi mới lắc nha. Chuẩn bị mở nhạc nha. Gà đẻ trứng vàng, khán giả nhìn phụ Việt Hương nha. 3, 2, 1. Lên là lên là lên là lên. Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Còn một đống luôn. Còn lắc đi. Chỉ còn một đống luôn. Rồi lắc đi. Lắc chưa? Lắc lên. Ừ, nhảy lên. Nhảy lên cho nó lên. Ừ, nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy, nhảy. Những cái người á chăm chú lắc á là đều thắng hết. Còn banh nha. Đúng không? Còn gà. Còn luôn đúng không? Hai chị này thua. Rồi bốn người kia quay lại đây. Buôn bán không là buôn bán. Ra ngoài giữa chợ Gò Đồi đứng lắc đó. Nhưng mà nhờ như vậy đã có 4 phần quà cho các bạn luôn. Vỗ tay cả nhà ơi. Cảm ơn, chúc mừng năm mới. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.